Bạch sư, sư cho con hỏi, ba má con tà kiến một phần cũng do bị nhồi sọ mê tín, mà việc ăn chay mặn con đã giải thích rõ các sư Nam Tông an tâm tịnh nhục, chứ không phải với con này con kia ăn theo cái kiểu hiểu là ăn mặn như đời nói, và các sư đi khất thực ai cúng gì các sư ăn đó. Con đã ra sức khuyên can nhẹ nhàng giải đáp nên ba má con đỡ được một chút. Mới đây con có đắc ý trong tâm rằng nhân dịp lễ dân y cá thí ná này, con rủ má đi để má gieo duyên gặp chánh pháp, con mua tứ vật dụng hết. Tới đó má con chỉ dâng lên và con nói rằng má cứ đi theo con. Con dặn má rằng lúc dân y, má nguyện cho con sớm giải thoát, giác ngộ và gặp được chánh pháp. Má con cũng hoan hỷ lắm mặc dù không hiểu chánh pháp là gì. Vậy sư cho con hỏi, việc con mua hết như vậy má con chỉ dâng thì có phước không? Và con có trả hiếu được phần nào cho cha mẹ không vì con hướng cha mẹ tới chánh pháp? Nó là điều tốt ha. Quý vị làm được điều tốt đó, đó là khi mà mình cố gắng nỗ lực thay đổi giúp cho cha mẹ có chánh kiến, giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo, giúp cho cha mẹ là biết bố thí, biết cung kính, thì cái việc làm của quý vị được xếp vào bố thí báo hiếu bậc trung, nó là sự báo hiếu cao thượng, cho nên là sư tán thán việc làm của quý vị ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.